Chào mọi người, em chia sẻ câu chuyện của em mong mọi người góp ý ạ. À. Em đã kết hôn 13 năm, có 3 con. Hai vợ chồng có công việc ổn định, thu nhập tốt, nhà cửa ổn định, xe cộ đầy đủ và có cả tài sản tích lũy cho các con. Chồng em trước giờ là một người yêu thương vợ con, chưa từng tiếc bất cứ thứ gì với vợ con cả, điện thoại, xe, nhà cửa, vợ con muốn gì đều có hết. Với bố mẹ vợ cũng thế, chu đáo, rộng rãi và rất biết điều nên cả nhà vợ ai cũng yêu quý. Bố mẹ chồng em thì cũng thuộc hàng hiếm, quý con cháu và hết lòng vì các con. Bản thân em 15 năm làm dâu ốm đau sinh nở luôn được ông bà chăm sóc chu đáo, con cái ông bà hỗ trợ, hàng ngày ông bà đưa đón con, tắm rửa, ăn uống đều là ông bà cả. Bản thân em cũng là đứa sống rất biết điều, nên 15 năm sống cùng ông bà chưa từng va chạm hay gì cả, em cảm nhận được rằng ông bà thương quý em là thật sự. Cuộc sống nếu cứ như thế thì thật sự quá là mỹ mãn đối với em. Thế nhưng 6 tháng trước em tình cờ phát hiện chồng em gian díu với một cô bé sinh năm 1997, hai người gian díu đã 5 năm và có một đứa con riêng. Trời đất như sụp đổ, em chết đứng, không hề rơi một giọt nước mắt nào, và đau đớn hơn bố mẹ chồng em cũng biết và giấu giếm em việc đó. Sau một đêm thức trắng em vẫn nấu ăn sáng đầy đủ, chào hỏi bố mẹ trước khi đi làm, và em lén đặt máy ghi âm tại phòng ăn của cả nhà để xem chồng và bố mẹ chồng em sẽ bàn bạc để nói với em như thế nào. Trưa hôm đó đi làm về em mở đoạn ghi âm ra nghe, chiều hôm đó em quyết định viết sẵn đơn ly hôn và nhắn tin cho chồng và bố mẹ chồng, xin phép sau bữa ăn tối được nói chuyện với chồng và bố mẹ tại phòng ngủ để không ông ảnh hưởng đến các con. Tối hôm đó sau bữa ăn, bốn người nói chuyện. Lần đầu tiên chồng em quỳ trước mặt em khóc và xin em tha thứ, bố mẹ chồng em khóc, bố chồng em có nói bố mẹ xấu hổ lắm khi phải lừa dối con. Nhưng vì bố mẹ không muốn mất con và các cháu, bố mẹ thật sự yêu thương con và các cháu, nhưng khi bố mẹ biết thì nó đã chữa gần đến ngày sinh, bố mẹ không làm thế nào được. Từ khi bố mẹ biết chuyện, bố mẹ cũng luôn dằn vặt khi nghĩ đến con, đến các cháu nên lúc nào bố mẹ cũng cố gắng yêu thương, chăm sóc để coi như bù đắp cho con và các cháu. Cũng từ khi bố biết bố rất hạn chế việc cho nó đi lại dưới đó, thỉnh thoảng bố mẹ có xuống nhưng chỉ vì đứa cháu bố xuống chơi một lúc rồi về, chưa bao giờ bố mẹ nghĩ đến việc thừa nhận nó hay để nó bước chân vào gia đình mình thay thế con. Mẹ chồng em khóc nhiều lắm, và qua cả đoạn ghi âm em nghe được thì em biết chính mẹ chồng em là người gay gắt nhất phản đối việc này. Mẹ chồng em từng chửi bới, về tận quê gặp mẹ nó để yêu cầu chấm dứt quan hệ và nói rằng chừng nào mẹ chồng em còn sống thì nó đừng mong bước chân được vào nhà em. Mẹ chồng em cũng chửi chồng em rất thậm tệ. Chồng em làm nhà nước nên nếu mọi việc vỡ nở chồng em sẽ mất tất cả sự nghiệp. Chính vì thế khi nó chữa gần 5 tháng mới cho biết thì không thể nào thay đổi được nữa. Cũng sợ bị kiện cáo nên chồng em gian díu đến giờ. Kết thúc cuộc nói chuyện em đề nghị được ly hôn, đơn em cũng đã ký. Em có nói với chồng em điều duy nhất em làm được cho chồng đấy là giữ kín chuyện này, không kiện cáo, không trùm beng, không để bố mẹ em và các con biết để giữ cho anh một hình ảnh đẹp như trước đây trong mắt họ. Chồng em khóc quỳ xin em tha thứ, bố mẹ chồng em khóc xin em nghĩ đến ông bà, các con mà nghĩ lại cho chồng một cơ hội. Không hiểu tại sao đến tận lúc đó em vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Em tìm nhà mới, dọn dẹp đồ đạc của mấy mẹ con và ý định rời đi trong thời gian chờ làm thủ tục. Liên tiếp những ngày sau đó em chứng kiến bố mẹ chồng em suy sụp, ông bà khóc rất nhiều nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc em, biết em không muốn nói chuyện gặp gỡ ai. Ông bà vẫn chuẩn bị đồ ăn, chưng yến và lặng lẽ mở cửa phòng đặt vào khi em mệt quá em ngủ. Chồng em xin nghỉ làm, cả ngày chỉ ngồi trước cửa phòng và gầy hơn rất nhiều. Sau đó bố chồng em có nhắn tin cho em và nói muốn nói chuyện riêng với em có được không? Em và bố mẹ có một cuộc nói chuyện, ông bà nói xin em hay cho con trai ông bà một cơ hội, cho nó được sửa sai. Xin con đừng bắt bố mẹ xa con và các cháu. Và đó là lần đầu tiên em khóc sau khi biết sự thật. Bố em nói chỉ cần con đồng ý cho nó một cơ hội, nhưng việc còn lại bố mẹ và chồng con sẽ giải quyết hết. Em có hỏi bố mẹ định làm gì? Bây giờ có một đứa con chung rồi dứt ra kiểu gì, còn con thì không bao giờ có chuyện sẽ dùng chung đồ, không có chuyện chồng một chốn bốn nơi. Ai dám đảm bảo việc chồng con không tiếp tục gian díu? Bố chồng em bảo, còn bố ở đây bố cam kết với con điều đó và để con yên tâm, toàn bộ tài sản của hai vợ chồng sẽ sang tên cho em,
và toàn bộ tài sản của ông bà sẽ di trúc cho ba đứa con của em chứ không di trúc cho bố chúng nó. Chồng em đồng ý điều đó và nói nếu anh sai lầm một lần nữa anh ra đi tay trắng. Em xin phép bố mẹ chồng cho em suy nghĩ 3 ngày. Em gửi con cho ông bà, mua vé một mình vào Đà Nẵng để tĩnh tâm suy nghĩ. Trong 3 ngày đó em thuê thám tử tìm kiếm tất cả mọi thông tin về cô bồ của chồng em từ gia đình, công việc và các mối quan hệ. Kết thúc 3 ngày, sau khi nhận đủ tài liệu về cô bồ và suy nghĩ kỹ lưỡng em quay về và quyết định cho chồng một cơ hội. Khi em nói điều đó ra mẹ chồng em ôm em khóc và nói nhất định mẹ không để con chịu thiệt thòi một lần nào nữa. Ngày hôm sau đó giữ đúng lời hứa gia đình nhà chồng em sang tên toàn bộ nhà cửa, xe, đất của hai vợ chồng cho tên mình em và ông bà thuê luật sư lập di trúc cho ba bé nhà em. Em có đề nghị được gặp mặt con bé kia để nói chuyện rõ ràng, bố chồng em yêu cầu chồng em gọi điện cho nó hẹn lịch để bố mẹ chồng em và em xuống. Ban đầu có lẽ vì lo sợ em làm ầm ĩ nó từ chối gặp và hứa với bố mẹ em sẽ chấm dứt. Em nói chồng em đưa số điện thoại em gọi điện và sau khi em nói chuyện nó đồng ý hẹn gặp. Tại cuộc gặp đó em đưa ra toàn bộ thông tin em có về nó, về gia đình, công việc, quan hệ và em chỉ nói rằng em không thèm đánh chửi gì cả. Vì đánh em sẽ đánh chồng em đầu tiên, vì chồng em đàng hoàng nó không tự đè chồng em ra được. Em chỉ yêu cầu tự chấm dứt mối quan hệ sai trái này, còn nếu không em sẽ cho tất cả họ hàng, làng xóm và đồng nghiệp, phụ huynh của học sinh biết. Sau đó em hỏi chồng em anh chọn đi về với gia đình hay ở lại đây thì chồng em nói anh sai, anh có lỗi với mẹ con em cho anh cơ hội quay về bù đắp cho mẹ con em, còn với mẹ con nó, chồng em chỉ xin em cho chồng em được có trách nhiệm với đứa con, chu cấp tiền nuôi dưỡng vì nó không có tội gì cả. Cuộc nói chuyện dài lắm. Bố mẹ em yêu cầu chấm dứt và nói rõ hàng tháng tiền cho thằng bé sẽ được gửi vào tài khoản. Việc thăm nom sẽ luôn có mặt cả bố mẹ và vợ chồng em, chứ không có chuyện một mình chồng em thăm nom. Từ đó cho tới nay chồng em chủ động cài định vị, dùng chung iCloud với em, đi đâu cũng rõ ràng. Cũng có vài lần xuống thăm con thì đều có bố mẹ chồng em và em đi cùng. Em cảm nhận được chồng em rất tiện chí sửa sai và quay về. Và bé kia có lẽ vì biết em đã mò được từng chân tơ kẻ tóc nên cũng không liên lạc thêm với chồng em. Và em cũng có sự hậu thuẫn rất tốt từ bố mẹ chồng. Nhưng nói thật sau 6 tháng nỗi đau trong em vẫn âm ỉ. Em vẫn hay nghĩ ngợi. Nhiều khi em có suy nghĩ chả biết đến khi nào nó lại tái hợp với nhau. Liệu em có bị cắm sừng một lần nữa? Bố mẹ chồng em ra sức hàn gắn, tạo điều kiện cho vợ chồng em được đi chơi, nghỉ ngơi riêng tư, cũng quan tâm chăm sóc em con em rất tốt. Mà sao em thấy em vẫn chông chênh quá? Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện đó em lại như có ai bóp nghẹt. Làm thế nào để em đi qua giai đoạn này? Có ai từng như em cho em lời khuyên với? Em cảm ơn ạ.